Alright, và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel mình. Yeah, và mình là Ender. Và ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video. Đó là hướng dẫn các bạn cách làm một cái bẫy gấu. Thì các bạn có thể thấy, con gấu của chúng ta nó đã bị bẫy chỉ sau chắc khoảng 30 giây video. Yeah, đó. Thì tất nhiên là nó không chỉ bẫy được gấu đâu, mà bất cứ con vật gì đấy đi qua cái tấm áp lực này đều có thể bị bẫy. Tất nhiên là trừ người chơi, bởi vì họ người chơi đấy, tất nhiên là sẽ có một cái biết cái này là cái bẫy rồi, nhìn cái là biết luôn. Đấy, đó. Đây chính là cách hoạt động của cái bẫy này. Và có thể các bạn đã biết rồi, thì trên tay mình đây, đó là một cái crossbow. Đây là một cái mới được thêm vào trên Minecraft, và chỉ có trên Minecraft phiên bản dành cho điện thoại và Windows 10. Thì link cái phiên bản này đấy mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nào tải nha. Và quay trở lại nội dung chính của video, thì mình sẽ dẫn các bạn cách để làm ra cái bẫy này. Đầu tiên thì chúng ta xem với phần nguyên liệu. Thì nguyên liệu gồm có chúng ta, gồm có đó là một cái thanh tre, một cái thanh tre, một cái đây, một cái tấm áp lực gỗ, một cái piston dính, và cái quan trọng nhất ở đây đó là cái dàn giáo. Thì cái dàn giáo này sẽ chính là cái chính để có thể tạo ra được cái bẫy nha. Đó, như vậy. Một ít cái obsidian. Cái obsidian này đấy, nó sẽ ngăn cản cái chuyển động của cái slam block, không cho nó nhấc mấy cái cục đất xung quanh lên. Và một ít đá đỏ, một cái đá đỏ. Đấy, đấy là tất cả những nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần bẫy gấu ở những cái khu rừng. Khu rừng nhá. Thì ở đây kia có phải rừng không nhỉ? Có lẽ xung quanh chỗ chúng ta nó không có rừng rồi, nên mình sẽ tạm thời tìm một cái chỗ nào đấy trống trống xây tạm. Chưa thật sự kiếm rừng bây giờ thì mất thời gian lắm. Yeah. 2000 years later. Rồi, thì ở vị trí này chúng ta sẽ xây một cái bẫy. Đầu tiên thì các bạn sẽ đào xuống cho mình như vậy. Ok. À quên, thì chúng ta sẽ cần thêm một cái block gỗ nữa. Đó, như vậy. Thì đầu tiên các bạn sẽ đặt ở phần giữa này một cái đá đỏ. Đây, cái đá đỏ này. Sau đó các bạn sẽ đặt cái piston xung quanh. Đấy, trông nó sẽ như vậy. Rồi, và các bạn sẽ đặt vào giữa này một cái obsidian. Đặt piston theo như thế này. Ok. Các bạn đặt bọc xung quanh luôn nhá. Các bạn có thể trừ cái phần góc đi nếu muốn. Đấy, như vậy. Hình như mình xây hơi thừa, nhưng mà không sao. Đây. Đây, đây. Đó, nó đây. Rồi. Hình như mình xây hơi thừa một tí. Đây. Thực ra nó chỉ có thế này thôi này. Đó. Nào, nào. Đây. Đây. Đấy, như vậy. Tiếp theo thì các bạn sẽ đặt vào đây những cái khối slam, và đặt vào đây một cái tấm áp lực vào phần giữa nhá, như lúc nãy mình đã làm. Thì khi mà các bạn bước vào, pô, yay yay yay, đấy, như vậy. Ồ ồ, đấy, vậy là các bạn đã gần xong rồi. Thì tiếp theo các bạn sẽ đặt ra, các bạn đừng đặt vào trong này nhá, mà các bạn sẽ phải đặt ra ngoài đây, cái phần này. Các bạn nếu đặt vào đây đấy, thì khi mà nó kích hoạt, đấy, nó sẽ bị kẹt cái khối slam này lại. Nên mình khuyên các bạn đấy, không nên để cái dàn giáo ở khu vực mấy cái khu vực xung quanh đây, mà các bạn sẽ để ra ngoài cái thầm, các bạn để ra ngoài cái phần cỏ nhá. Rồi. Đấy. Rồi, cho nó lại như cũ. Và các bạn đặt nhá. 1 này, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Và ở phần này các bạn sẽ biến nó thành hình dấu cộng, cho nó thành hình một cái thập giá như vậy. Là các bạn đã gần thành công rồi đấy. Ok. Giờ các bạn sẽ đến phần đặt bẫy. Đây, các bạn sẽ ném một cái thanh tre lên trên đây. Rồi. Bây giờ các bạn đã xong hoàn thành cái bẫy rồi đấy. Đấy, các bạn thấy nó khá là đơn giản đúng không ạ? Video này sẽ không mất nhiều thời gian của các bạn đâu. Nào. Hello. Con gấu trúc không ăn à?
Đây, lại. Có vẻ như là nó bị lỗi ở chỗ nào đấy. Đây. Đó. Vãi. Đấy, các bạn thấy không? Đây chính là công dụng của cái bẫy này. Khi mà các bạn đứng lên đây thì nó sẽ đẩy, và các bạn sẽ đứng được lên cái giàn giáo dựa theo cái đặc tính mà cái giàn giáo có thể đi xuyên qua. Từ phía bên dưới, chúng ta có thể hoàn thành được cái bẫy này. Và nếu như các bạn thấy thích cái video này của mình thì nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật cái video nhất. Và cũng như là đầu mình, ok, bye bye.